sát hại hàng xóm vì lôi kéo vợ mình đi ăn chơi, hát hò. Lý do nghi phạm đưa ra là nạn nhân đã lôi kéo vợ mình đi ăn chơi, hát hò dẫn đến việc vợ chồng tư ly hôn. Chiều ngày 13 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ Hoàng Vòng Tư, sinh năm 1968, trú tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi giết người. Phóng viên đã tiếp xúc với Hoàng Vòng Tư tại đội cảnh sát hình sự công an huyện Tam Đảo tìm hiểu về quá trình gây án của nghi phạm, kể lại vụ án mạng do mình gây ra đối với nạn nhân Phó Thị Chín, sinh năm 1974, trú tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo. Tư tỏ ra bình thản. Theo Tư, lý do nghi phạm đưa ra là nạn nhân đã lôi kéo vợ mình đi ăn chơi, hát hò dẫn đến việc vợ chồng Tư ly hôn. Nổi hận thù, bực tức sau khi uống rượu tại nhà, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 12 tháng 4, Tư nảy sinh ý định sát hại Phó Thị Chín. Khi đến cửa hàng bán tạp hóa của Chín, thấy nạn nhân đang khom người lấy kẹo bán hàng cho khách, Tư hùng hổ cầm dao đến và nói, hôm nay tao chém chết mày. Mày phá hoại hạnh phúc gia đình nhà tao. Sau đó nghi phạm cầm dao chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt, đầu nạn nhân. Gây án xong, Tư vứt dao ở hiện trường rồi bỏ đi. Còn Chín được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt nhưng không qua khỏi, tử vong tại bệnh viện. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Tam Đảo đã khẩn trương tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét và tiến hành bắt giữ Hoàng Vòng Tư. Minh Hiền, Công an Nhân dân.